Xin kính chào toàn thể quý vị. Clip buổi trưa ngày hôm nay là ngày 8 tháng 10 thì em Xuân Đình này tiếp tục lên video để thanh lý cho các bác những sản phẩm. Và sản phẩm ngày hôm nay thì nó toàn liên quan về những các bác thợ mà đang bán giàn hoặc các bác nào mà đang thợ sửa chữa thì hôm nay các bác cứ nhanh tay alo cho em. Rất là nhiều những sợi cáp của những cái bộ giàn đắt tiền là em đang sở hữu. Đây là những cái kỷ niệm cũng như cái thời khởi nghiệp của bên em Xuân Đình bán về giàn. Nhưng bây giờ không bán về giàn nữa rồi thì em sẽ thanh lý cho các bác, để các bác nào đang có những bộ giàn thiếu cáp thì các bác cứ mua cái mớ này về các bác sử dụng. Rất là nhiều những sản phẩm từ có cả mic này, mic cũng toàn là thương hiệu thôi, điều khiển này, dây điện này, và cặp loa. Đây là một cặp loa của khách hàng nâng cấp, để dòng loa RA. Dòng loa RA với dòng loa AR là một trong hai thương hiệu tồn tại song song đến từ nước Mỹ. Và dòng loa RA này thì là của một giáo sư thiết kế, dòng loa rất là chất, bát 2 năm. Thì em sẽ quay chi tiết từng sản phẩm một. Ngày hôm nay thì em sẽ để số điện thoại ở góc bên trái màn hình, vì hàng thì em thay đổi cũng như nâng cấp thường xuyên, cho nên là sẽ có những cái sản phẩm cũ, sản phẩm đã qua sử dụng để giao lưu với các bác. Thì cũng mong các bác là bớt chút thời gian theo dõi những cái video của em, và các bác mua những sản phẩm nào thì các bác cứ liên hệ theo số điện thoại duy nhất ở góc bên trái màn hình. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết và báo giá cho các bác. Với những sản phẩm này thì các bác là những người thợ sửa chữa thì các bác sẽ rất là quý. Còn với những các bác mà là người chơi hoặc các bác nào mà không chơi về âm thanh thì đây các bác có thể coi nó là những sản phẩm đồng nát sắt vụn. Nhưng mà những cái này thì em nói luôn các bác là rất là nhiều người cần nếu như các bác là thợ sửa. Nên em sẽ quay cũng như báo giá cho các bác. Giá thì đây là hàng thanh lý nên giá rất là tốt. Đầu tiên sẽ quay cho các bác gồm có 6 bộ giá treo này. Đây là những cái bộ giá treo để các bác bắt loa treo trên tường ấy. Đấy. Có những cái bát treo như này thì cực kỳ đẳng cấp, hàng bãi Nhật xịn sò. Đây là của Panasonic này. Đấy. Hoặc đây của Yamaha, Panasonic này. Yamaha. Đây em có 6 bộ, 1 2 3 4 5 6 bộ. 6 bộ giá treo nhá, 6 bộ giá treo hàng bãi. 6 bộ này em bán cho các bác chỉ có 600.000 đồng, 100.000 một bộ. Đấy. Các bác mua thì các bác cứ alo cho em. 6 bộ giá treo thì các bác cứ nói rõ, khuyến mại cho các bác hai cái tay gang. Đấy. Và một cái thừa này. Các bác bán cái này đi để các bác lấy tiền cước phí cho nó rẻ. Đây em tặng luôn, vì đây em dọn nhà có 6 bộ. Bình thường các bác mua bên ngoài cũng không có, thì vì đây nó là hàng bãi chứ không phải là hàng có sẵn trên thị trường. Đấy, các bác nào đang cần lắp ráp vào những cái bộ loa đắt tiền mà cần những cái giá treo chất lượng như này, các bác cơ lô cho em. Nhìn nó rất là lịch sự, gọn gàng xinh xắn, mà giá chỉ có 100.000 bộ, 6 bộ là 600.000. Bên này thì nó là một thùng cáp. Thùng cáp này là thùng cáp gọi là kỷ niệm thời khởi nghiệp của em Xuân Đình. Đây. Toàn bộ cáp. Nếu mà khui cái đống này ra rất là nhiều, và những cái cáp này thì đa số là của những cái bộ dàn Sony hoặc những cái bộ dàn Onkyo hoặc là Kenwood này. Cực kỳ là nhiều luôn. Một thùng. Đấy. Một bộ cáp nếu như các bác thiếu mà các bác mua trên thị trường thì nó dao động tầm khoảng từ 3 đến 400.000 đồng. Nhưng đây em bán cho các bác nguyên một thùng cáp như thế này, để các bác về các bác ráp với những cái bộ giàn của nhà mình nhé. Bác nào mà đang buôn bán giàn thì các bác chú ý kỹ, đây này em rất là nhiều luôn. Thì em bán cho các bác cả một cái đống này, mức giá là 1 triệu đồng. Đấy, với các bác nào mà không chơi về giàn thì các bác sẽ chỉ coi là một cái đống mớ sắt vụn thôi. Nhưng các bác cũng thông cảm vì cũng có rất là nhiều người cần, nên em đều quay và tả cho các bác. Một thùng cáp này giá là 1 triệu. Còn sang bên này thì rất là nhiều những cái kiềng loa. Kiềng loa này của những cái loa dàn như kiểu là của Pioneer này. Đây là rất nhiều nhé. Loa kiềng loa dàn của Pioneer này. Đấy. Ở bên trong này thì có rất là nhiều các kiểu mắt CD này. Cả một cái đống lộ cộ này, mắt này rất là nhiều. Mắt 23, mắt 240. Có những mắt em còn chạy thì em để bọc lại. Còn đâu là có những mắt rồi em khui ra em còn không kịp dọn, cũng chả biết nó là cái gì. Thanh lý cho các bác cả đống, cả kiềng loa mắt CD 300.000 đồng. Các bác lấy thì em sẽ đóng gói cho các bác nó gọn. Mức giá ở đây thì các bác thông cảm là em thanh lý cho các bác rồi, nên là nhiều các bác không nên mà cả, cũng như em không thể bao ship được cho các bác. Vì 300.000 là bao ship thì mất 400.000 rồi. Còn 200.000 thì các bác đi mua một cái mắt CD này chẳng ai ta bán 200.000 nữa. Nhưng đây là hàng kỷ niệm của em Xuân Đình. Vì bây giờ nói chung là cái giàn này em không bán nữa rồi, cho nên em sẽ dọn để em lấy đồ rời em bán. Thì các bác nào đang chơi giàn thì cứ alo cho em. 300.000 đồng,
cả lưới, cả kiềng loa và cả mắt CD, cả một đống này luôn. Ở bên này thì tiếp tục bên này thì có một cái âm ly này, âm ly Sony của dàn này, 725 A7, cái này của dàn nhé, dàn chung có equalizer này, có hai thớt này, hai thớt âm ly. Đấy. Cái này thì về các bác lấy phụ kiện thôi. Trong này thì có đầu CD này thì nó lại rất là hay, là mắt của nó mắt 240 nhá. Ngày xưa em rất thích giữ lại những cái đầu này vì lấy những cái mắt này nắp cho những cái đầu CD to. Và đây là mắt bãi luôn, thì có một đầu CD, hai đầu CD. Đấy. Hai đầu CD, hai âm ly, một đầu MD, một cái vỏ âm ly GAS-11, vỏ rất đẹp, chỉ có tí bụi bẩn đấy, mặt tiền này không có chảy xước gì cả. Núm nuốt thì vẫn còn. Đấy, các bác nào đang cần núm này thì lấy về sử dụng và thay núm lấy vỏ được này. Bên này có một chiếc Equalizer Kenwood 933. Chiếc này thì cắm điện bật thì vẫn lên nhưng nó lại ngắt. Thì em kiểm tra qua cái phần mạch thì thực ra cái này em để lâu quá thì cũng không nhớ là cái gì cả. Nhưng thấy cái tụ này nó kém thì các bác về các bác tự xử lý. Cắm điện thì bật lên nó vẫn lên xong nó lại ngắt. Đấy, máy mặt mũi rất đẹp, chỉ có tí bụi bẩn thôi. Đây là chiếc nọc xì. Nọc xì này nó có volume to nhỏ, gọi là nằm dè cũng rất là tiện này. Đấy. Bên này thì, không phải, đây là đường chuyển thôi. Đây là chuyển mạch đi. Volume control này. Đấy, input này. Đây nó có đèn quát nhá. Được cái điện là có điện 220 rồi. Phía dưới là một cái thớt tuner đài của âm ly 2030. Thế này là một cái đầu đĩa. Trên này cũng là một cái đầu đĩa, còn này là mắt 213 này. Cả một đống này em thanh lý dọn rác cho các bác chỉ có 1,5 triệu này. Các bác nào đang cần linh kiện, phụ kiện, đấy, cần những cái đồ như này thì các bác cứ alo cho em. Cả đống này là 1,5 triệu. 1,5 triệu đồng. Bên này có 5 cái mic. Đây là cái nắp của cái lọc xì này. Bên này có 5 cái mic này. Mic là toàn những thương hiệu Yamaha này. Đây là hàng bãi này. Con này cover của Mỹ này. Đây hai cái cover này. Đây này California này. Con này 2, 4, 5 cái mic. Đấy, các bác về tự nghiên cứu, tự kiểm tra nhá. Và đây là em, cái mic này thì em để rất là lâu rồi. Đấy. Và những cái mic này thực ra thì nếu như mà để nói về nó bị hỏng ấy, thì nó sẽ có một cái côn, nó giống như kiểu là cái côn loa ấy. Đấy, các bác mang thợ người ta mang, người ta sẽ có thể cuốn lại được. Nhưng đây là những cái em để rất là lâu rồi, nên không nhớ nữa. Có 2, 4, 5 cái mic. 5 cái này em bán 300.000 đồng. 300.000 5 cái nhé. Để các bác, đây toàn mic có nổi tiếng nhé. Mic Mỹ là mic rất là nổi tiếng, cầm nó rất là nặng nhé. Nó không phải là nhẹ hèo như mic đời mới bây giờ đâu. Đấy. 300.000 đồng. Ở đây có 4 cái cục nguồn này thì nguồn này nó có cầu loa ấy. Thì cái này nó là cái, cũng chả biết nó là cái gì cả. Các bác phải có thể là nghiên cứu. 4 cái cục nguồn 200.000 đồng. Cái này nó sẽ có, các bác nào mà đang độ âm ly ấy, thì cần những cái này này. Nguồn giống như kiểu biến thế đảo pha đấy. Nhưng cái dòng này thì nó rất đặc biệt, nó có đèn. Cái này nó ở trong những cái loa mà nó có thay đổi trở kháng ấy. Nên các bác về các bác nghiên cứu này nhé. 2, 4 cái này toàn bằng đồng hết, hàng Nhật xịn sò luôn. 200.000 đồng. Ở bên này thì có 5 cái nguồn ổ điện. Đây là ổ điện 1, 2, 3, 4, 5. Ổ điện này thì cái dây của nó, đây là ổ toàn là hàng bãi xịn nha. Cái dây nguồn của những dòng này thì nó cực kỳ đẳng cấp, to như ngón tay luôn. Ổ này thì các bác về dùng rất là bền. Và các bác chú ý kỹ, những cái ổ này thì nó đều là sử dụng là cái rắc cắm nguồn, là cái rắc dẹt như này. Đấy. Nên bác nào mà chơi đồ bãi thì các bác dùng những cái ổ nguồn này cắm rất là sướng. Và nên các bác mà sử dụng những cái đồ hàng đời mới, hàng Việt Nam hoặc là hàng tàu thì nó sẽ là rắc tròn như này này. Rắc tròn này sẽ không cắm được vào những cái lỗ dẹt này. Nên các bác chú ý kỹ. Tại vì là ngày xưa em bán cái dòng này rất là nhiều rồi, nhưng có những người về bảo tôi không cắm được, tại vì rắc ở nhà toàn rắc tròn này thì sao cắm được. Nhưng bác nào mà chơi đồ bãi thì trên những cái âm ly đây, ví dụ chơi đồ bãi, ví dụ như cái nọc xì chẳng hạn, đấy các bác thấy rõ cái rắc dẹt này các bác cắm một phát ok. Còn nếu như mà cắm rắc tròn này sẽ không cắm được đâu, nên các bác phải chú ý kỹ nhá. Và những cái dây nguồn này thì nó, tôi thật với các bác là
ở nước ngoài họ làm họ thiên về chất lượng chứ không phải làm bằng số lượng, cho nên là với những cái dây này thì các bác an tâm, đồ hỏng mà dây không hỏng là chuyện rất rất là bình thường rồi. 100.000 một cái, đây em có 5 cái này là 500.000. Các bác có thể là mua riêng lẻ một cái một cũng được. Nếu các bạn bác nào đang chơi những bộ âm thanh các bác mua những dây này. Dây này thì nó dao động từ 3 mét. Dây rất nhiều dây nhé, tầm 3 mét đấy. Dây nó rất là to. À, những cái ổ này thì cắm rất là chắc chắn, cắm rất là sướng. Hiện tại em đang nhà em toàn dùng những cái ổ này thôi. 100.000 một sợi. Đây có 1 2 3 4 5. Các bác có thể mua tất thật là mua lẻ thì các bác cứ alo cho em nhé. Số em luôn luôn có ở trên góc trái màn hình. Bên này thì có hai, đây đổi cái này là điều khiển này, điều khiển Sony này, Victor này, Iowa này, JVC của Victor này. Đấy, điều khiển Kenwood của dàn này, dàn giờ 5 này. Đấy. Điều khiển này có điều khiển JVC này, điều khiển Mahjong này. À, điều khiển Pioneer này. Đấy, những cái bộ dàn Pioneer đấy. À, điều khiển Sony này, cái con này không biết là khiển gì đây. Tổng có 2, 4, 6, 8, 10, 11 cái. 11 cái này thì tính tròn là 500.000 đồng. Bác nào là thợ chuyên làm dàn hoặc là các bác cần khiển thì các bác alo cho em nhé. Các bác bán lẻ một cái này cho khách các bác đã kiếm được đủ vốn rồi. Và em bán cho các bác là 11 cái này là 500.000 đồng. Tất cả khiển 11 cái 500. Cuối cùng là bộ loa. Bộ loa này là bộ loa được nhiều người chờ đợi nhất. Đây là hàng khách nâng cấp. Cái căng thì nó bị gãy nhưng mà cái khung của nó thì còn nguyên. Thì các bác về các bác hà nó lại đi, nó dùng cho nó đẹp. Đấy. Căng nó sẽ bị gãy nhựa này. Đây là do vận chuyển bác và bác mua cũng khá là lâu rồi. Bên này cũng vậy nhé. Nó chỉ là gãy khung nhựa thôi. Đấy. Gãy khung nhựa này. Mình về mình hàn là được. Chứ nó là khung gỗ thì các bác sẽ không xử lý được. Chứ khung nhựa rất dễ. Còn đây là tuyến loa. Cặp này là cặp mà RA Black Gold. Đấy. Đây là một trong những dòng loa Mỹ, cái thương hiệu RA này thì cũng rất ít người biết đến, nhưng mà RA và AR là hai thương hiệu tồn tại song song. Nhưng cái chất âm của những dòng này thì rất là tuyệt vời. Đây em vừa mới khui cái loa này của khách nâng cấp, em vừa tả rõ cho các bác tình trạng của loa ấy, thì em nói luôn là thùng nó sẽ xấu. Những cái loa này nếu như các bác làm mà để chơi tạm cũng được thì các bác nên đổ keo vào cho nó chắc chắn. Còn các bác nào về lấy những cái bộ củ loa để các bác độ thùng thì rất là tốt nhá. Bộ củ loa này. Để các bác về độ thùng. Bát của nó là bát 2 năm. Đấy. Em còn chưa kịp tháo ốc nhưng đã test là hoạt động tốt rồi. Bát 20 năm. Và nhìn qua những cái đường keo này thì em thấy là loa này còn zin đấy. Thì bình thường những này người ta phải cậy hết ra thì người ta mới làm được. Thì em cứ bán cho bác này nói rõ tình trạng. Loa chung này cũng vậy này. Gân cao su màng giấy. Loa tép nó là tép đôm. Loa này kích thước cũng khá là cao, 1, 2, 3, 4. Chiều cao của loa là 80, chiều ngang của nó khoảng độ 34, và chiều sâu của nó đạt là 40 rồi. Cái thùng này có hậu rất là sâu. Loa 3 đường tiếng bát 2 năm. Đây này, cái tên của nó các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, một cái logo biểu tượng của nhà sản xuất RA. Model của nó là Risen 2A đấy, được sản xuất tại Mỹ luôn nhá. Khóc cạnh cầu loa này. Đấy, thùng bên này thì còn ổn hơn, đẹp hơn, còn một chiếc thùng thì nó sẽ kém hơn. Đấy. Em sẽ đứng hình một chút để các bác có nhìn thấy cái model của nó cho nó dễ. Cặp này em thanh lý tàu nhanh cho các bác 2.800.000 đồng. Bát 20 năm loa 3 đường tiếng. Giá 2.800.000. Thôi thì các bác chỉ cần về lấy những cái phần củ loa và phân tần để các bác lên thùng mới thì quá tuyệt vời. Và đây này là bát 2 năm. Và đặc biệt đây là loa Mỹ. Các bác chú ý kỹ, những dòng này thì nó sẽ không có hàng nhái đâu. Thương hiệu của cái nhà sản xuất RA là một trong thương hiệu rất là nổi tiếng. Và những cái loa này nó cũng rất là hiếm. Bát 2 năm, một chung 12 và một tép đôm. Đấy. Giá 2.800.000 đồng. Các bác có nhu cầu thì cứ alo cho em nhé. Tiếng rất tốt và đã test là hoạt động tất cả rồi. Loa là đều sống hết chứ không có loa chết. Tiếng rất tốt, hậu sâu, dạng loa cây cột. Cảm ơn các bác đã có chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Hôm nay thì em quay hơi lâu một chút vì những sản phẩm này thì đều phải tả kỹ càng để các bác tránh sự nhầm lẫn cũng như các bác ủng hộ em thì được tốt hơn. Xin kính chào các bác và hẹn gặp lại.